Sau màn trình diễn kém thuyết phục của đội tuyển Nhật Bản tại Copa America 1999, huấn luyện viên Chusie được đưa xuống dẫn dắt đội tuyển U20 của Nhật và tại đây, vị huấn luyện viên này đã tạo nên một đội bóng trẻ với rất nhiều tài năng mà sau này đều trở thành những huyền thoại của Nhật Bản. Có thể kể đến như Junichi Inamoto hay Yasuhito Endo. Tập thể này đi một hành trình thần kỳ tại World Cup U20 và chỉ chịu thua trước Tây Ban Nha của những Xavi hay Iker Casillas mà thôi. Những cầu thủ hay nhất của lưới U20 đó tiếp tục đồng hành cùng Philip Chusie khi ông nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 Nhật Bản tham dự Olympic Sydney 2000. Tại đó, những tài năng đặc biệt như Hidetoshi Nakata hay Shunsuke Nakamura đã đi cùng ông Chusie đến trận tứ kết. Cứ như thế, qua các tuyến trẻ, ông Chusie lại mang theo những tài năng lên lứa trên. Và đến năm 2000, đội tuyển Nhật Bản của ông Chusie với 3 thế hệ cầu thủ mà ông lựa chọn đã lên ngôi vô địch châu Á. Ông Chusie nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Á cũng vào năm đó. Để rồi 2 năm sau trên sân nhà, đội tuyển của Philip Chusie đã tạo nên lịch sử khi vượt qua vòng đấu bảng của World Cup. Hơn 20 năm sau, ông Philip Chusie lại bắt tay vào một kế hoạch đầy tham vọng của một nền bóng đá khác tại châu Á. Và tại đây, ông sẽ tiếp tục hy vọng vào sự kết hợp giữa những thế hệ. Tôi muốn nhân dịp vừa tập trung cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 sắp tới để giải thích với các cầu thủ rằng chúng ta là một đội. Tất nhiên, đó là hai nhóm cầu thủ mà tôi có trách nhiệm quản lý. Nhưng cả hai là một đội với mục tiêu cao nhất là World Cup 2026. Và sẽ có cả một nhóm U20 nữa. Mục tiêu của tôi là tìm thêm những tài năng trẻ và sau đó kết hợp những thế hệ cầu thủ khác nhau thành một đội tuyển mạnh.